Hơn 10 năm gắn bó với diễn xuất, Lan Ngọc đã gặt hái được không ít thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên mới đây, cô tuyên bố tạm gác lại công việc để sang Australia du học một thời gian. Trong tập phát sóng mới nhất của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Ninh Dương Lan Ngọc đã tiết lộ việc sắp đi Úc du học khiến ai nấy đều bất ngờ, bởi hiện tại cô đang có sự nghiệp ổn định trong giới giải trí. Đáng nói, sau khi thông báo của nữ diễn viên được lan truyền khắp cõi mạng, nhiều người lập tức tung tin đồn nàng này ra nước ngoài bí mật sinh con. Tới ngày 28 tháng 1, Ngọc Nữ màn ảnh chính thức lên tiếng phủ nhận đồn đoán nói trên, đồng thời khẳng định bản thân đi nước ngoài chỉ để nâng cao kiến thức về diễn xuất. Ngọc đi học ngắn hạn thôi ạ, không có lâu đâu, mỗi nơi học một tí, chứ không phải từ bỏ sự nghiệp đâu ạ. Chỉ là dừng lại không chạy sâu lắt nhắt thì mình tập trung hơn, chứ em không có trốn đi đẻ, mọi người đừng đồn tội nghiệp con bé, có chồng là có con liền ạ, nên đừng lo. Cô cho hay, trên thực tế đã có nhiều sao Việt bị đồn mang thai. Mỗi khi thông báo ra nước ngoài nâng cao sự nghiệp, trong đó có Khương Tràm và cả Chipu, tôi nhiều lần bị hỏi sang Mỹ sinh con, lúc đầu cứ tưởng mọi người đùa, không ngờ nhiều người nghĩ như vậy và còn tin vào điều đó. Tôi không có em bé nào hết, nếu có tôi không ngại chia sẻ hạnh phúc làm mẹ với khán giả, Khương Tràm nói hồi tháng 7 năm 2023. Do đó, khi Lan Ngọc lên tiếng phủ nhận tin đồn bí mật sinh con, đông đảo netizen đã rất ủng hộ cô. Rất ủng hộ việc Lan Ngọc lên tiếng khi bị đồn, mãi ủng hộ chị cần qua bên đấy mỗi tháng đăng video ke đầu, tập luyện vũ đạo lên mạng là phủ nhận được tin đồn nhé chị. Chị nhớ nhảy hip hop chứ chưa gì khán giả đồn mang thai sinh con rồi. Ngọc Nữ màn ảnh cho biết bản thân nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp khi quyết định sang Úc và sẽ không nhận dự án phim hay tham gia sự kiện để tập trung học tập. Nữ diễn viên không muốn chia sẻ vấn đề này nhiều vì đây chỉ là việc cá nhân của cô. Lan Ngọc lý giải cho việc du học nước ngoài là vì cô có bộ phim Cánh Đồng Bất Tận để đời, nhưng sau 13 năm chưa có cú hích nào khác. Tôi tham gia game show để giải tỏa năng lượng và đến gần khán giả. Ngành nghề chính của tôi là diễn viên, tôi chưa làm trọn vẹn. 13 năm vào nghề, tôi có vai diễn để đời nhưng tôi vẫn chưa tìm được vai diễn như vậy. Đó là điều tôi ham muốn khi làm nghề, cô nói. Diễn viên Cô Ba Sài Gòn cho hay đã chuẩn bị xong kế hoạch sang Australia học, nhưng vì quá thích chương trình Chị Đẹp Đạp Gió nên hoãn lại chuyến đi để tham gia. Mọi người nói tôi sẽ mãi dừng lại ở đó, điều này khiến tôi đau đáu rất nhiều. Năm nay tôi sẽ tạm dừng hoạt động showbiz sang Australia để học diễn xuất. Tôi đã lo xong cho gia đình nên bây giờ sẽ tập trung vào sự nghiệp của bản thân, cô bộc bạch. Lan Ngọc từng đặt mục tiêu lấy chồng năm 25 hoặc là 28 tuổi để sinh con trước tuổi 30 nhưng chưa thể thực hiện. Sau khi chứng kiến nhiều mất mát, nữ diễn viên nghĩ cuộc đời khá ngắn ngủi nên luôn động viên bản thân sống trọn vẹn mỗi ngày để luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi là người tích cực, cứ đặt mục tiêu từ từ, việc kết hôn nói trước thì bước không qua. Ngoài 30 tuổi, tôi không còn đặt ra cho mình những hình mẫu. Cái tôi cần nhất hiện tại là hạnh phúc. Khi nào cưới, tôi sẽ chia sẻ với mọi người, cô tâm sự. Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được biết đến khi đóng phim Cánh Đồng Bất Tận và đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc của Cánh Diều Vàng. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các phim Trung Số, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Giả Lắm Châu Ba, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ đều đạt doanh thu tốt. Năm ngoái, cô được vinh danh là ngôi sao điện ảnh tài năng tại giải thưởng Ngôi Sao của Năm do Ngôi Sao tổ chức.